Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu và trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ người làm mà không chịu sám hối. Hỡi Corosain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaida, khốn cho người, vì nếu đã xảy ra tại Tyro và Sidon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhầm rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét Tyro và Sidon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi. Còn ngươi, hỡi Capernaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tầng trời sao, ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục. Vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sodoma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy ta bảo thật các ngươi, trong ngày phán xét Sodoma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi. Đó là lời Chúa. Thương bạn chị em, khi bắt đầu sứ vụ công khai, một trong những điều mà Chúa Giêsu kêu gọi đó chính là sám hối và tin vào tin mừng, vì nước trời đã gần đến. Và khi làm phép lạ và rao giảng, Chúa không chỉ muốn cho người ta thấy được quyền năng của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa, mà Chúa muốn cho người ta cảm nghiệm được mà ăn năn thông hối. Chính vì thế mà Thiên Chúa thấy những thành mà Ngài rao giảng hôm nay không sám hối vì những phép lạ và những lời Ngài rao giảng, cho nên Chúa Giêsu đã quở trách. Đó là khốn cho ngươi, hỡi Corazin, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaida, và Chúa trách luôn cả thành Capernaum. Vậy thì vì đâu mà Chúa trách các thành này lòng chai giả đá như thế? Thưa, thứ nhất, vì những thành này được ưu tiên nhiều. Họ ưu tiên nhiều vì Chúa Giêsu là người sinh ra ở vùng Galilea, nên Ngài thường hay lui tới những thành phố thuộc vùng này. Mà những thành phố thuộc vùng này thì trong đó có Corazin, Bethsaida, Capernaum. Thế thì họ, chính Chúa Giêsu thường xuyên lui tới, cho nên họ được hưởng nhiều phép lạ hơn. Họ thấy Chúa làm cho họ được nhiều phép lạ, được nghe nhiều lời giảng của Chúa Giêsu hơn. Hay có thể nói họ là một trong những thành được ưu tiên hơn các thành khác. Chính vì sự ưu tiên này, đáng lẽ họ phải trân trọng, họ phải quý mến, họ phải sám hối, thì họ lại ngược lại. Được ưu tiên nhiều, được Thiên Chúa làm nhiều phép lạ, được nghe rao giảng nhiều, họ đâm ra như cái kiểu nhàm chán. Hay nói đúng hơn, giống như người ta hay thường nói, quen quá, hóa nhà. Chính vì họ coi thường mà họ không thống hối, không ăn năn, đến độ Chúa Giêsu phải so sánh họ với thành hai cái thành tội lỗi của dân ngoại, đó là Tia và Sidon. Nếu mà hai thành này được nghe, được thấy những cái phép lạ mà Chúa đã làm ở Corazin và Bethsaida thì người ta đã ăn năn thống hối. Còn ở đây những thành được ưu tiên như vậy mà họ không biết ăn năn thống hối. Vậy thì điều thứ hai, họ lòng chai giả đá vì thứ hai là vì đời sống vật chất. Thành Capernaum, Corazin là những thành thị rất là sầm uất của người Do Thái lúc bấy giờ. Những cái tàn tích mà họ để lại cho thấy hai cái thị trấn này rất là giàu có. Và vào thế kỷ thứ nhất mà họ đã có những cái công trình kiến trúc sang trọng và tinh xảo. Có lẽ vì giàu, ham mê với vật chất, và vật chất đã đủ làm cho họ
không có còn tìm đến Thiên Chúa nữa, mà họ chỉ sống ở trong một cái vòng xoay lẩn vẩn về vật chất và ham mê tiền bạc. Họ sống mà chỉ biết ở đời này, biết ở đồng tiền, biết ở vật chất, biết ở những cái thú vui hưởng thụ, mà không tìm đến đời sau, không biết thống hối để lo cho đời sau. Và cái thứ ba làm cho họ lòng chai giả đá, không sám hối được vì tính kiêu ngạo của họ. Như thành ca phát ngôn, họ tự hào tự cao trước những ơn mà Chúa ban cho họ. Để rồi Chúa Giêsu đã quở trách: ngươi sẽ được đưa lên đứng đến tận trời cao sao? Ngươi sẽ bị tống xuống âm phủ. Và chính thành này, ca phát ngôn này, bị Chúa Giêsu so sánh với thành Sodoma, một thành tội lỗi và đã bị hủy diệt. Vậy thì nhìn vào cuộc sống hôm nay, coi chừng mỗi người chúng ta lại rơi vào cái tình trạng sống như những thành bị Chúa quở trách hôm nay. Vậy thì hàng ngày chúng ta nhìn xem, hàng ngày mình vẫn được tham dự thánh lễ, vẫn được cử hành các bí tích, giống như được Chúa đến thăm và ở cùng một cách rất là thường xuyên. Đáng lẽ như thế thì người ta phải tôn trọng vì được ưu tiên hơn những người khác, hay được ưu tiên hơn những thành khác. Coi chừng mình lại rơi vào cái tâm trạng, cái kiểu của những người thành Chorazin và Bethsaida. Đó là cái kiểu quen quá, hóa nhàm, rồi không còn ý thức về việc mình làm, không còn ý thức và trân trọng những điều mà Chúa ban cho. Cho nên chính vì vậy mà ngày 31 tháng 5 năm 2021 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Sài Gòn, ngài gửi thư mục vụ cho các linh mục trong dịp Covid-19 này. Ngài có khuyên đôi khi ngưng tham dự thánh lễ trong một thời gian giãn cách xã hội cũng tốt, vì nhờ đó mà các tín hữu khao khát thánh thể hơn, để sau này khi được dự lễ sẽ tham dự một cách ý thức hơn. Và thứ hai, có chừng chúng ta lại rơi vào cái tình trạng được gọi là vô tâm trước những tiếng gọi thiêng liêng, vì chỉ mãi mê với vật chất ở đời này. Đúng vậy, khi mà người ta chỉ biết lo lắng về vật chất ở đời này thì người ta xa cách Thiên Chúa. Người ta chỉ biết đến đồng tiền thì người ta dễ dàng từ chối Thiên Chúa và coi đồng tiền giống như ông chủ của cuộc đời của họ. Vậy thì mỗi khi mà mình không còn ý hướng về đời sau mà chỉ mê tìm kiếm những thứ vui ở đời này, thì con cũng giống như một cái con thiêu thân, chỉ biết lủi đầu vào trong lửa tìm kiếm những cái chóng qua, chết ở trong ngọn lửa, chết ở trong cái thú vui xác thịt, những cái đam mê vật chất ở đời này mà không biết đến đời sau. Đúng như người ta thường nói, khi mà con quá lo lắng về phần xác thì con sẽ bị nhếch nhác về phần hồn. Và cuối cùng là tính kiêu ngạo, chính cái tính kiêu ngạo mà làm con không cần đến sám hối ăn năn. Tính kiêu ngạo đã làm cho Adam, Eva đã bị Thiên Chúa phạt. Và chính kiêu ngạo mà thành ca phạt Nôm hôm nay bị Thiên Chúa quở trách và so sánh với thành Sodoma, một thành tội lỗi và đã bị tiêu diệt. Và cũng chính kiêu ngạo mà ma quỷ đã bị Thiên Chúa phạt vào kiếp lưu đầy trầm luân. Vậy thì do đó chúng ta phải sống như lời mà thánh Phaolô cảm nghiệm: tôi có gì cũng chỉ là do ơn Thiên Chúa ban, để con không còn kiêu ngạo mà khiêm nhường, biết trân trọng và đón nhận những gì mà Thiên Chúa ban. Và con cảm thấy chỉ có nơi Thiên Chúa mới là điểm tựa, và Thiên Chúa, không có Thiên Chúa con sẽ không làm gì được. Để chúng con cảm nghiệm và sống lời Chúa kêu gọi con biết sám hối và ăn năn. Vậy lạy Chúa, xin hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi nhiều hơn. Xin cho con biết những gì mà Thiên Chúa ban là Ngài muốn con nên tốt hơn,
Con muốn sửa đổi và ăn năn thống hối, và đặc biệt xin cho con biết nhận ra những gì mà Chúa ban cho con, tất cả là hồng ân Chúa ban, cho để con biết khiêm tốn đón nhận những lời dạy bảo và biết ăn năn thống hối, phó thác vào Chúa và biết chọn Chúa làm gia nghiệp của cuộc đời con. Amen.